trở nên thanh lịch và đầy sức cuốn hút như những quý cô thành thị cùng với thiết kế mới nhất của nhà Melia các chị em nhé. Sở hữu dòng chất liệu vải chủ đạo là dòng chất liệu vải chiffon cao cấp, có độ mềm mại, bay bổng, nhẹ nhàng và vô cùng thoáng mát luôn. Rất là thích hợp trong thời tiết mùa hè nóng bức như thế này đúng không ạ? Và tông màu của trang sẽ là tông màu trắng tinh khôi, đem lại vẻ đẹp thanh lịch và vô cùng nhã nhặn luôn cho chị em nha. Ở đây là một tông màu trắng ngà và điều đặc biệt đấy chính là dòng sản phẩm này của em Trang thì sẽ sở hữu một phần pha phối gen được làm thủ công chạy dọc thân váy để nó có thể khiến cho thiết kế váy của chúng ta thêm điểm ấn tượng và thêm sức cầu kỳ đúng không nào? Phần tay của chúng ta sẽ thiết kế theo kiểu là tay bồng và đây sẽ là dáng tay lỡ phù hợp để chị em có thể mặc đi làm này. Và với dáng thiết kế tay tinh tế như thế này thì chị em hoàn toàn có thể là che xi toàn bộ khuyết điểm phần bắp tay chưa thon gọn của mình. Điểm đặt eo ở một vị trí cực kỳ lý tưởng là trên rốn của em Trang cỡ khoảng tầm là 2 phân. Thì Trang nghĩ rằng là khi mà các quý cô mặc với tỷ lệ váy này thì các chị em sẽ có thể là hack được chiều cao của mình rất là tốt và nhờ đó thì sẽ có thể che đi khuyết điểm chưa thon gọn ở phần thân dưới của chúng ta. Với thiết kế lần này, Trang ghi điểm không chỉ bởi một tông màu sắc ấn tượng này, không chỉ bởi một chất liệu vải cực kỳ đẹp mà Trang sẽ còn mang đến cho các chị một trong những thiết kế mà sở hữu tính ứng dụng cực kỳ là cao. Các chị em hoàn toàn có thể đồng hành cùng với bạn đầm này của em đi tới nơi công sở bởi nhờ sự thanh lịch mà nó đem lại, hoặc là chị em có thể mặc đi gặp gỡ đối tác, đi ký kết hợp đồng, đi những buổi tiệc nhẹ nhàng hay là đi gặp gỡ bạn bè, hay thậm chí nha, với một chiếc đầm mà sở hữu chất liệu vải bay như thế này thì chị em mình hoàn toàn có thể mặc được đi du lịch. Hiện tại thì thiết kế này đang có sẵn tại tất cả các hệ thống cửa hàng, showroom của Melia trên toàn quốc. Nếu như chúng ta cảm thấy ưng ý thì hãy dành chút thời gian của mình để qua thử nha. Hoặc nếu như không thì các chị đừng lo lắng nha, hãy tham gia vào một chính sách mua hàng online rất ưu đãi. Các chị em mình sẽ được quyền kiểm tra hàng trước khi thanh toán và đặc biệt là miễn phí ship toàn quốc đấy ạ.